Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Tèo, đó là cơ sở mai vàng Hồng Phúc ha, để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha quý vị. Rồi, em chào anh. Vâng, chào thầy Tuấn. Đồng năm mới thì bước sang năm Dần, thì Phúc xin kính chúc cho quý ông bà cô bác anh chị em trên khắp mọi miền tổ quốc có một năm mới an khang và thịnh vượng, đạt được nhiều điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống nha. Vâng, và để trở lại với phần mua quán mai vàng này thì mình xin giới thiệu với quý vị một số mai phôi cũng như có mấy cái mai tàn nha quý vị. Rồi, mong giao lưu đến toàn thể quý vị và các bạn ạ. Thì hình thức ship thì mình sẽ báo sau cho từng phần nha quý vị. Từng cây ha. Dạ. Rồi mình vào cây số 1 luôn ha anh. Rồi, cây số 1. Thì cái này thì cây này đất cát cho nên mình chỉ ship cho quý vị mình là 200 cái số nha quý vị. Rồi, một phôi mai vàng ha. Địa chỉ quen thuộc ở đây là ấp Phú Long, xã Phước Ngãi và Tri Bến Tre nha quý vị. Rồi. Số điện thoại có trên tiêu đề luôn. Số đó là số Zalo nha quý vị. Có yêu cầu gì thêm thì mình kết bạn Zalo qua số đó ha nha quý vị. Rồi mình cho chiều cao mã số 1 phôi mai vàng luôn anh Tèo. Rồi, cao 1,5 m nha quý vị. Rồi, có dư 1,5 m. Cái này thì mình ship xa vẫn được nhưng mà mình làm lại làm lại bầu á. Rồi, để ra quý vị. Nghĩa là mình sẽ thay đổi cái bầu đất nha quý vị, vô mụn dừa là đi xa vẫn được ha. Rồi cho cái hoành luôn là 30 tính 36 đi. Rồi, 36 hoành xíu ha. Rồi. Cái này mình giao luôn nhiêu anh? Rồi, cái này giao luôn 1,6 triệu nha quý vị. Rồi, 1,6 triệu thôi. 1,6 triệu. Rồi, mình xuống cây mã số 1. Rồi, mã số 2. Rồi, để lên đi quay. Mấy cây này lên cây. Rồi, tiếp tục. Số 2 nha. Mã số 2 đây quý vị. Cũng phôi mai vàng luôn nha quý vị. Phôi dạ, mai vàng. Rồi, cho chiều cao nó luôn anh Tèo. Rồi, cao. Rồi, cao. Tới cụ rễ ha, là 101. Rồi, 101. Rồi, này thì mình đo hoành đi chứ trên thì nó không có gì ha. Gì để coi đây. Rồi, vị trí nào 33 nha quý vị. Rồi, 33. Cũ rồi chắc cỡ bự ạ. Cũ chắc gần cả 40 lần. Cũ nó rất lớn. Để trải cũng đều đây ha. Để trải đều. Rồi, giao luôn nhiêu đây anh? Rồi, cái này giao luôn 1,2 triệu quý vị. Rồi, có 1,2 triệu rồi. Đó. Ship luôn. Còn rồi, quốc hang ship, này cái này còn quốc nè, này đất na nè. Nè, rồi. Mã số 2 nha quý vị. Rồi, mã số 3 luôn. Đây, mã số 3 đi quý vị. Dáng đẹp quá ha. Cây này mình đã giao lưu rồi nè, thì là nằm trong cái khu vực đi không được. Rồi, bị cách ly. Cho nên thì giờ giao lưu lại. Giao lưu lại với quý vị đây. Rồi, cho chiều dài em nói luôn anh Tèo. Cây này nguyên con thú rất đẹp ha, có đuôi có ấy rồi đầy đủ ha. Dài. Dài tới đây đi. Để cổ rễ. Tới cổ rễ đi 38. Rồi quanh giao quỹ cổ luôn. Rồi. Hoành thì ở đây là 35. Rồi. Đó, còn hết cái bộ nồi nó cây, hết cái cổ cái nồi đế luôn hả? Thì là nồi là đế luôn á. Nồi là đế luôn rồi. Rồi 121 quý vị. Rồi. Đó, nồi là đế luôn á, vít chịch mà. Đó, chân chịu đồ có đầy đủ, đuôi có luôn, giò cản có hết. Ha, quá đẹp ha. Có chân chịu đàng hoàng nha quý vị. Đó, đầy đủ hết. Rất đẹp ha. Cái này nó có vị trí này thì không sao nha quý vị. Này mình chưa có lắp lại nữa để cho quý vị mình xem. Ở này thì nó cuốn mép lại hết rồi ha. Cây rất là mạnh không sao hết ha. Rồi giao luôn nhiêu đây anh? Cứng là cây này 2,6 triệu quý vị. Xếp toàn quốc ha. Này xếp toàn quốc được á quý vị. Rồi mã số 3. Rồi số 3. Rồi số 4 đâu anh? Khô bự này ha. Khô bự này đi. Đụng nào làm đó. Đây. Rồi. Cây này đó. Cao thì 1,5 m nha quý vị. Rồi 1,5 m cao. 1,5 m. Phôi chẵn luôn ha. Cây này nó có năng cây mà cây rất là đẹp. Cắt rồi còn cái này cũng có hoành này chắc 20 mấy rồi ha. Nắm hết rồi hả? Nắm vừa hết không biết nhiêu. Thân thì quá là ok luôn. Thân nó dặn từ bên kia dặn qua tới bên đây luôn giống như cây sari. Dặn ha. Rồi hoành nhiêu đen. Rồi đo. Đo này khi nó hơi bị nở quành nha quý vị, cho nên mình đo chỉ có đo tham khảo thôi. Đo trên đây là 51 ha. Rồi 51. Đó, đo tuốt ở trên luôn vậy ha. Rồi. Đó, đo còn cái này cũ luôn không anh? Mình xuống chút thôi chứ còn 57 xuống về 57.
Rồi. Còn hả mình đo cái đặt của nó thì lấy cái đặt nó tới gần 80. Rồi. À, cái cây thì nó như thế đó. Nó cái cục thịt nạc đó. 79 cho đẹp đi. Cây này thì nó nồi đế của nó thì rất là đẹp quý vị ơi, nó đo móng xuống. Không phải rễ nó rồi ha. Đây là cái cây tử nè, có hai con rễ đi ra là cái, hai rễ này là hai rễ tử nè. Rễ màu khác, rễ đỏ đỏ, còn của nó rễ vàng vàng. Cây đó cây tử, cây đó cây con, cũng là cây mai. Mai non rễ đỏ. Ê, như con còn nhỏ nó đỏ vậy đó. Đỏ hỏng vậy nè. Đỏ hỏng. À. Cây này nặng dữ lắm. Lên tốt đây nó còn bụi chảng tới bốn mấy luôn. À, tới đây nó còn lại là cả 43 luôn. Rồi cái này giao luôn nhiêu đây? Cái này mình giao luôn là 18 triệu nha quý vị. Rồi 18 triệu ship. Ship 200. 200 giờ là toàn bộ còn lại là ship mấy cây này là 200 không à. Rồi, cái bự. Số 4 ha. À, số 4. Rồi số 5. Số 5 xe ra tí xíu đi. Này này ha. À. Đụng em nào gần là dứt em đó trước ha. Rồi vậy đi. Cho nó tiện. Rồi mã số 5, một cây mai tàn dù. Đó, có cốc chủ đàng hoàng ha, một cốc đi lên tàn dù. Rồi cao ngang khoảng nhiêu đây anh? Cái này ngang chắc cỡ 1m78 gì hen. Chắc hơn. Ừ, cho thì coi à. Thôi em tính 8 đi. Rồi cao anh. Cao hơn 2m, 2m non 1m50. Rồi. Chắc cỡ 2m3 quá, cao quá. Thoát thân nó khoảng nhiêu anh? Rồi thoát thân tới câu rễ là 89 nha quý vị. Rồi quý vị xem cái phần thân chính đó ha. Kéo quý vị xem thân chính ha. Cái này là ở dưới đây ha. Cái này là nói gì tán dù là đúng dù luôn ha. À. Đúng hệ luôn. Đây. Quá đẹp, đột chủ ngay đây lắc cái đột chủ. Nó đột chủ nó lắc qua đó thì mình dựng nó lên như gì, nó mềm. Rồi. Đó muốn lên đột chủ dựng nó lại, lấy cây cặp vô dựng lên nè. Đó, đột chủ nó nằm ngóc lên bên trên á. Cái đột cái cọng mập nhất á. Thân hay lắc ra, mình vô cái quanh luôn nha quý vị. Rồi. Quanh. Vị trí này đây. Là 43 yếu tính 42 đi. Rồi. À, còn sạc xuống cái nữa cái nó nở cái là 55 nha quý vị. Cái cụ đặt á. Cụ đặt nó 55 đặt à. Nha quý vị. Cái nạc á 55 có trên nữa ha. Rồi, đi đế ha. Đế xệ đều đẹp. Đế bằng cốt hết luôn. Rất đẹp. Cây này thì về mình nuôi lại thời gian thì mấy vị trí nó bít lại hết nè. Cái dàn này nè. Lên được cỡ đó rồi đó. Ừ. Được nhiêu ta? Đi coi coi. Nó được 14 nè. Chiều cao của 10 nó được chiều dài được 14 rồi. Này nuôi mà mạnh cây lên nó phù hết rồi nè. Lên dài dài lên. Cái này mình giao luôn nhiêu đây anh? À, cái này giao luôn 11 triệu quý vị. Ship 200 km. Ship 200. 11 triệu bao ship luôn. 200 km. À, cây rất đẹp ha. Số 5 ha. À, số 5. Rồi, số 6 mình vô cái phôi kế bên luôn ha. Rồi, 6 đây luôn đi. Rồi. 6 một phôi này, phôi còn này cũng to. Rồi, chiều cao em nói luôn anh. À, tới câu rễ 1m7 quý vị. Rồi, khoảng 1m7 ha. 1m7. Rồi, vậy xem cái đường thân từ đỉnh mình kéo xuống nha. Ừ, đó. Cái này mình mặt tiền nằm bên đây. Đó, đây thì ngoài có cái xây lên xây này nằm FF bên đây ha. Đó, mặt tiền nè, đỏ vậy nó mới ra đó. Lát lên kéo xuống ha. À, vậy ha. Cái vị trí nhánh này về quý vị xử lý giùm nó cắt cũng được và chưa. À, nếu mà quý vị nào mà thích chơi rep bonsai thì mình cắt ở đây, cắt ở đây nữa là mình lấy là vô ba bo thôi. Ừ. Nó quá đẹp. À, giờ anh Tèo vô chừa vậy cho quý vị tự cắt nha. Đó. Mình muốn chơi thì bonsai thì mình giật lại là ba cấp là lụm. Giật ba cấp cái là mình rep, lấy cái tán làm cái nóc. Là quá hay luôn. Cho cái hoành nó luôn ha. Rồi hoành. Nó có được có vị trí đo hoành nha quý vị. Kéo lên đây đi. Rồi, 50 yếu tính 49 đi. Rồi, 49. Xíu nữa 50. À. Rồi, để luôn ha. Dách thôi cái dách. Quái ha. Dách đê tổ. Này như cái thân luôn rồi. Được chè bá luôn ha. Chè bá luôn. Đây bích chịch hai cộng nó bỏ quáo vô rất là đẹp. Hai cộng đó nó chịu anh bảnh. Ừ, móc vô, gỉ lại. Rồi, này mã số 6 ha. À, số 6. Rồi, mình giao luôn nhiêu anh? Rồi, 8 triệu rưỡi quý vị. Rồi, ship 200 ha. Ship 200. Rồi, này mã số 6. Thằng đó đứng đó xa xa rồi cái tứ quý tàng luôn. Tứ quý luôn ha. À, đứng bao thấy hết cái tàng đó. Rồi, chắc đứng ở đây quý vị. Đó. Rồi, tàng đi, hồi đường thân sao?
Đây, cái quý nguyên cái tàn nó đây ha, còn giò đây ha. Mày cao ngang nhiêu anh? Ngang chắc tính 3 mét đi ha. Ờ, ngang 3 mét cao. Cao cũng vậy ạ. À. Cao tính 3 mét luôn ha. Ờ, 3 mét luôn đi. Chắc thay hơn á. Hơn, còn thôi tính 3 đi. Tính vậy cho nó gò, dư chỗ quý vị ha. Cho nó tròn giò luôn. Sức luôn ha. Rồi mình vô dàn xương đoạn dưới đi nha quý vị. Đó, dưới đi lên trên. Dưới ha. À. Này nó cũng có cốc chủ nè, mà điều này mình tính tầng đa đi. Cốc chủ thì hơi nhỏ. Tầng đa tầng đào, cốc chủ đi lên đây nè, thẳng đây. Băng lên trển đó. Nhưng mà những cái cành xung quanh nó cũng gần ngang ngửa với cái cốc chủ luôn. Cũng 8 9 với cái cốc chủ luôn. Chủ yếu là xây cái đoạn dưới cho quý vị xem nè. Về cái nhánh này mình kéo ra được nha quý vị. Nhánh này nó nằm bên đây mà chủ nhà người ta cản cái đường đi á, ta kéo vô ta gài đây nè. Rồi. Giờ mình để y luôn thì thôi, giờ chừng nào mình về mình chơi mình kéo qua bển là tròn vô cái tàn ha, nó dư bên đây rồi, nhánh này nằm bên bển luôn rồi. Này mình cho thoát thân đi ha anh. Thoát thân ạ. À, nó có thoát thân ạ. À, đâu đây đó. 37 quý vị. Rồi vô hoành luôn ha, hoành luôn rồi, hoành 41 cứ tính 40 đi. Rồi mày xe xuống dưới cái này nó ra nhiêu, ở đây cũng vậy à, cũng ngang ngửa nhau à. Nó bằng bằng nhau luôn ha. À, cái này tàn kéo là đẹp lắm, cái này mà cái dàn tàn này mà kéo ra cái nó tròn vo cái tàn rất là đẹp luôn. Đó, quý vị ngắm nhìn lại cái dàn xương xương dữ ha, lực lực không à, xương cộng nào cộng mấy to to này mà theo mà rép cũng đẹp luôn nữa. Rép mà thấy cái tàn đẹp quá trời đẹp quý vị ơi, bỏ không có đành đâu nè, thích chơi tàn thì để tàn chơi, sức cái tàn ha, tàn quá đẹp mà. Rồi giao lưu nhiêu đây anh? Ờ, 9 triệu rưỡi không quý vị? Ờ, 9 triệu rưỡi ha. À, rồi mã số 7 ha. 7 tứ quý là 9 triệu rưỡi. Tài. Rồi số 8 chắc khoan em này đây ha. Đây em đây. Đó, em nhìn cái dáng nó trước đi. Đo luôn ha. Rồi quay. Cao luôn ha. Rồi cao tới cái cổ rễ là 44 quý vị. Rồi. Hoành luôn đi. Vô. Hoành thì cũng có vị trí thôi. Chạy dưới ha, ngồi xe lên chút đi. Rồi 49 nha quý vị. Rồi 49 đúng ha. À, xuống chắc 50 ha. Kéo bẹt cái hơn 50 luôn, 51 rồi. Luôn. Tùy cái mình đo thôi. Mình tính 49. 9 ha. Đẹp. Ừ. Ủa này xây được không? Được chứ. Rồi được xây đi anh. Đứng nó đi. Đứng nó đi. Đó. À, để bên đây nó một đống luôn. Rồi bên kia nó hơi trống. Bên đây nó bít chịch luôn à. À, nó có cái để hồi đo cái mặt thẹo cho quý vị mình xem ha. Cây này thì tương lai nó lên bít mình luôn á quý vị ơi, nó đang nổ. Nó vậy đây, ha. Ừ nó nổ quá chừng nổ đó. Nè, nó kéo 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 trơn nè. Nó mua nó dắp vòng trơn nè. À, cái này là 8 nha quý vị, mặt thẹo 8 á. Rồi, mặt cắt thẹo 8 ha. À 8 á. Cái này thì mình nạo tới trắng tươi cho quý vị ha, nhìn cũng thấy rất là rõ rồi. Nạo hết ba cái những cái mà xấu xí đi. Vừa rồi, lại cái những... này mình giao lưu nhiêu đen? Rồi cây này mình giao lưu là 6 triệu quý vị ơi. Ship 200 ha. Ship 200. À, bầu đất cát nha quý vị, xếp 200. Đó. Mấy cái này á thì mình vô mụn vừa cái gom cái nồi chỉ xíu nữa là đi xa vẫn được luôn. Rồi. Lùng lùng này nè. Này là mã số 8. Số 8 rồi. Rồi số 9 đâu anh? Rồi số 9 cái bên luôn. Chính một đứng ra đầu ra chó một trời không? Em đi qua bên kia. Chó một trời không? À, cháu thì mình xây qua đây nha quý vị. Vậy thì lấy cái đường thân nó được không? Không phải tôi xây cây. Xây nổi á. Rồi xây đây, xây thử coi. Xây qua cái là được á. Rồi. Mà sợ nó không nó lạc không á. Thôi để vậy đi. Thôi nó lạc á. Hồi rớt hồi. Mà miễn thấy được hết đường thân thôi hả? À, có thấy. Gì thì mình bổ sung Zalo cho quý vị mình xem. Đó. Này đi không được. Rồi lấy chiều cao đi. Rồi, cao chiều cao 1m7 á. 1m7. Rồi tay cành thì nhóc đó, thấp thân của nó mình tính thấp thân bên đây ha, thân bên kia. Đây nè, có cái nhánh này cũng bự đây, thấp thân nó là 27. Rồi. Tay cành thì nhóc luôn ha, bự bự luôn ha. Quý vị mình muốn chơi để nguyên thủy cũng được mà rép cũng được. À, bông đẹp, bông sao bên đây cho anh Tèo ảnh thấy cái đường thân quay. Đó quý vị, bên đây ha, đường thân cũng hơi lắc bắc đây ha. À. Chung mấy cái mai này thì mình có thấy mặt bông rồi, năm cánh tròn nha quý vị. À, cái mai vàng này năm cánh bầu tròn mà nó lớn ha. Đẹp. Ừ. Cũng có lai chút đỉnh vậy mình đi không tính. Có 5 7 8 cánh cũng có. 7 8 9 cánh cũng có. Nó lai thôi.
và đều theo ở đây như mình. Thì cũng đường thân này cũng đẹp nè ha quý vị, tay cành bỏ qua bỏ lại ha. Đó. Thấy cái đầu ưỡn ở dưới luôn ha. Này dạng cũng quay quái một giò thế mà thêm được ở đây có một cái giò nữa thì nó giờ mình cho cái hoành ha. Rồi cho hoành, cho hoành có một vị trí thôi nha quý vị, ở dưới đâu có được, không được cản con rễ rồi. Lọc máy đây cũng 7 cũng 8 9 gì đây đó. Rồi, 50 50, 50. Nó nằm ở dưới này cái được nhiêu, tại vì cái hoành này nó vướng 52 đó, đó, 50 chơi nha quý vị. Đó chơi thôi chứ chơi. Không có tính cái gì hết á. 50 mình còn cái này nữa, đó cái cũ đặt nữa nè. Rồi đó đây anh coi chừng lộn mặt thước nha. Không lật ra. Mình lộn bề này cái mình cởi ra mình lộn bận lại bề kia cái nó vô à. Vậy hả? Rồi. Đó thấy chưa? Cái rồi thôi. 105. Rồi 105 ha. Ừ. Cũ 105. Hết sức không? Rồi, ý nó đẹp ha. Ý anh nói là cái đường thân mặt bên đây đó phải không? Ừ. Rồi, mặt đó nhìn mới đúng ha. Đó, nhìn lên là nó đó, đó. Đứng vậy nè, cây đó. Đẹp chưa? Cái này là mặt nào cũng mặt tiền được á, mặt này cũng mặt tiền được nè. Tùy theo quý vị muốn dựng mặt tiền nào, chỗ nào cũng được hết. Mặt tiền bên đây đẹp hơn ha. Đây là đi lên đẹp hơn. Đây nè, để quay cái mặt tiền đây nè. Đẹp sắc mang đi chưa? À, đây để dựng lại cho nó đứng cây, cái mình rọi cái đường đỏ mặt tiền đây mới lên nè, đẹp. Thì hồi nãy mình vô đây mình chụp bên đây trước đó, đó thấy không? Nhưng mà không biết nhìn có hết không mà. Xây gì đó, thấy cái mặt nào cũng được mà mặt đây cũng được, mặt kia cũng được. Đúng, cái này bao luôn nhiêu đây anh? À, cái này 14.500 quý vị. Rồi 14.500 ship là bà 200 ha. 200. Rồi, mã này số 9, số 10 đâu anh? Đây. Ở trước mặt em luôn hả? Tứ quý đó hả? Tứ quý. Cái miếng thần chậu rồi hả? Cái này thần chậu này về quý vị mình chờ nuôi lại chừng vài tháng nữa rép quý vị, chừng 2 3 tháng nữa là cạo cọng nó mọc lên rép à. Rồi. Rồi. Mét rưỡi đi ha. Mét rưỡi chiều cao. Rồi, mét rưỡi tính nhanh nhỏ nha. Ừ. Mét rưỡi là chắc. Còn tính kiểu thôi thì khoảng mét tư à. Đâu. Mét tư đi. Tính mét tư đi, cái mét rưỡi là tính cái chót rồi. Cái này là chân cành là đầy đủ luôn ha quý vị. Nó chia rất là nhiều điều cho quý vị mình về muốn rép là rép. Rồi hoành luôn ha, có cũng đế cũng gồm. Cây này thì cây này thì đế được rất là đẹp rồi. Rồi hoành là 30 yếu tính hôm mới 29 đi. 9 này ha. Đó, còn cái cũ thì rất là to nha quý vị. Cũ tên nè. Đó, ở dưới rồi rễ xè rộng ra luôn ha. Cũ đặt luôn á, nó còn ra tới quý mỹ này lận nè. Tới ngoài gần giáp cái gần giáp cái chậu luôn. Cái chậu luôn hả? Ừ, tại vì cái cây này nhỏ đế nó dữ quá cho nên mình vô cái chậu hơi bị bự quý vị. Nó cứ ngắt ra tới ngoài à. Vô vậy mới hết cái bộ đế đó. Rồi cái này tứ quý là mình giao lưu như cái này mình giao lưu là 3 triệu quý vị. Rồi 3 triệu ha. 3 ship triệu sao anh? Cái này mình ship toàn quốc cho quý vị được. Toàn quốc ha. Gom nồi lại ship được. Cây rồi. Này cây này luôn. Tứ quý luôn. Rồi mã 10 11 cũng là hết cây. Rồi. Cây thì rồi chiều cao của em nó thì rồi này là non mét rưỡi tính mét tư đi. Rồi. Tính là cắt á. Tính cái phôi nha quý vị. Còn phôi. Không có tính mấy cái nhánh tược nha. Cây này là về mình rép luôn được rồi quý vị nè. Nuôi về cái nuôi cho mạnh cái là rép được rồi. Này, quá nè. Cộng này là rép ngon rồi nè. Đũa hết rồi. Nuôi chừng tháng lại cho nó mạnh cái rép được rồi. Chân cành thì quá sát đó. Đó, cái này thì nó có cái thẹo đây nha quý vị. Này do bên cái người chủ trước á, người ta không biết người ta cắt như vậy nè. Cũng quá. Cắt người ta lấy vực làm cắt thêm vực cấp nữa là nó đẹp hơn. Vực cấp cái đó là lấy chi ha. Lấy chi là nó đẹp hơn mà vực cái đó nó hơi hõm cây uổng á. Ừ. Hơi xấu chí nhưng mà mình rép lại mình che nó lắp đẹp quá vậy. Quan trọng là cái thân. Rồi. Đế. cái này quan trọng cái đế nè. Quá trời cái đế. Đây là đế hết sức đế. Cái này đế nó ra tới cái vị trí này luôn nha quý vị. Nó cứ ngắt luôn nha. Rồi quanh đây là 38 cái gì ơi? Rồi 38. 38 là ra đụng cái miếng cái manh đen đen này luôn ha. Đụng luôn, nó đụng luôn vậy đó. Thì đây nè, nhìn thấy là rồi nó hết thước. Rồi đo cái mặt lộ lú lên là hết thước, nó còn ở dưới cả gan lận đó nghe. Còn nôm xuống gần cả gan lận. Đây nè, cộng bự nó chỉ xuống chỉ xuống không nè, là mình biết rồi. Nó còn cả gan ở dưới lận á. Này để giữ ha. Đó, quýp luôn. Quá trời. Quá trừ đế. Mặt bên cũng vậy mà mặt bên đây cũng vậy ha. Ê xì à. Chỗ nào cũng như chỗ nào à. Rồi. Cái này giao lưu như đây anh? Cái này mình giao lưu 9 triệu rưỡi quý vị. Ship sao anh? Cái này ship cho quý vị mình toàn quốc luôn á.
bao ship toàn quốc luôn ha. À, này thì mình gom nồi lại là được. Rồi. Cầm thân chậu rồi á. Rồi, cái này cũng là cây cuối của clip ha anh Tèo. À, cây cuối của clip. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì quý vị ơi, thì trong quá trình xem quý vị thích cái nào thì cứ mạnh dạn alo anh Tèo nha quý vị. Rồi, quý vị xem nếu chưa có bấm đăng ký, bấm cái ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.